Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về nguyên lý hoạt động của bình áp hay là bình chứa nước trong hệ thống lọc nước RO gia đình. Thì đây là cái trạng thái khi chưa có nước. Nó sẽ bao gồm là có cái vỏ bằng thép hoặc là bằng nhựa này. Và tiếp theo là có một bóng cao su, thì cái bóng cao su này có thể co giãn được để chứa nước. Và tiếp theo là trên thân bình sẽ có một cái van hơi để chúng ta bơm không khí vào trong, đúng không ạ? Và ở trạng thái ban đầu bình thường là từ hơi áp lực hơi sẽ từ 12 đến 15 PSI, tương đương từ 0,8 tới 1 kg trên cm vuông. Nếu chúng ta bơm hơi vào quá nhiều thì sẽ làm cho van áp cao ngắt ngay lập tức, đúng không ạ? Hoặc chúng ta bơm hơi ít quá thì áp lực hơi sẽ lại không đủ để đẩy nước lên vòi cho chúng ta sử dụng. Tiếp theo thì đây là cái trạng thái khi bình đã có nước, đúng không ạ? Thì thể tích bình vẫn như vậy, nhưng mà khi nước vào sẽ làm cho bóng cao su này nó phình to ra, làm cho hơi này tạo ra một cái áp lực để đẩy lên vòi cho chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Và đây là hình ảnh thực tế của bình áp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một van bình áp và lắp dây và để chúng ta gắn dây vào. Và tiếp theo dưới này là chính là cái chân để bơm hơi vào nhé. Chúng ta có thể vặn ra được. Thì cái lỗi của bình áp này xảy ra đó là nhiều trường hợp khi chúng ta đi kiểm tra thì thấy là bình trong bình thì rất là nặng, đúng không ạ? Bình chứa nước thì cảm giác là trong bình vẫn có nước rất nhiều nhưng mà lại không đẩy lên vòi được, thì đó là cái lỗi của bình áp. Có nghĩa là ở cái chân bơm hơi này thì bằng đồng nhưng cái vỏ này lại bằng sắt hoặc là bằng thép, đúng không ạ? Thì nó rất dễ xảy ra cái tình trạng cái oxy hóa ở đây, bởi vì cái khí hậu Việt Nam mình thì sẽ là khí hậu nóng ẩm, đúng không ạ? Nhiều hơi ẩm nhiều, thành ra là nó sẽ bị oxy hóa ở đây, nó sẽ bị dò hơi ra ở đây. Thì trong cái trường hợp đó chúng ta có thể là bơm lại hơi nhé, chúng ta bơm hơi lại, nhưng mà trước tiên khi lắp lại vị trí cũ thì chúng ta có thể là lấy bọt xà phòng chúng ta bôi lên đây, đúng không ạ, để xem là cái lượng hơi nó xì ra có nhiều không. Nếu mà lượng hơi chỉ ra rất ít thì chúng ta có thể là tạm thời vẫn sử dụng được. Nhưng nếu chúng ta thấy bọt nổi ra rất nhiều thì có nghĩa là cái xì hơi này rất là lớn, thành ra chúng ta phải thay cái bình áp khác. Vì cái bình này rất là khó hàn, đúng không ạ? Vì bên trong nó là cao su, bóng cao su. Ở ngoài là thép nên chúng ta hàn thì chắc chắn sẽ cháy mất cái bóng cao su bên trong. Một số lỗi khi chúng ta xử lý đó là khi nó ra hết hơi rồi, đúng không ạ? Chúng ta không không nắm được là cái áp lực hơi của nó phải bơm vào bao nhiêu, chúng ta bơm vào quá nhiều. Thành ra là khi nước vào chưa được nhiều thì đã đủ áp lực làm cho van áp cao ngắt rồi, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta bơm vào ít quá thì là áp lực hơi không đủ để đẩy nước lên để chúng ta sử dụng. Sẽ có một số cái cách mà chúng ta có thể khắc phục tại chỗ được. Nếu cái trường hợp cái bình áp của chúng ta dò mà nó không dò nhiều, dò ít thôi thì chúng ta có thể là bơm hơi vào để xả nước ra, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ xả xì hết hơi ra. Đó. Sau đó thì chúng ta có thể là pha cái hỗn hợp xăng và xốp để chúng ta dính vào đó thì cũng có thể sử dụng được một thời gian dài nữa. Nhưng mà vấn đề là cái nó không dò quá nhiều. Có nghĩa là cái khi chúng ta thử thử bằng bọt xà phòng nó không không ra quá nhiều bọt, còn nếu mà nó xì ra quá mạnh thì chúng ta không thể sử dụng phương pháp đấy được, và chúng ta chắc chắn phải thay bình mới. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.